Findely, cà phê thật kết nối thật. Findely, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Phải nói thật sự là hồi đầu em rất ghét Possible. Em ghét lắm. Em ghét đến một mức cay mức đắng mà lúc đấy là em gặp Possible ở casting Hà Nội và em không hề thích Possible chút nào. Nhưng mà cho đến khi mà vào trong này em không nhận ra đấy là người em ghét luôn. Em chỉ thấy một bạn rất là đẹp dài, Và lúc đấy em nhận ra là em đã yêu Possible tới mức đấy rồi. Nên là lúc đấy là cái khoảng thời gian mà em nhớ nhất. Em biến thành một đứa bé yếu đuối. Một cô nàng yếu đuối. Anh đã có những ngày chơi cho đã đời. Nhưng mà hôm nay nói thật là quay phỏng vấn anh mệt mỏi cho nên dã người. Đây là không ổn rồi. Ok. Đây, baby thì có thể pick một trong hai. Ok, thế baby nốt đi. Em có thể chill. Chill ngồi châm. Chill cho cháy. Cháy xong rồi thì ta cho chi trên vào nghe thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Saidi. Và đây là Impossible. Và bọn mình rất vui khi tham dự chương trình kết nối cùng Rap Việt Talk and Challenge. Rất vui khi chương trình hôm nay được chào đón một cặp đôi trai tài gái sắc của Rap Việt. Và không để các bạn chờ lâu, ngay bây giờ mời hai bạn đến với món quà chào sân của chương trình. Món quà đầu tiên mà chương trình dành cho hai bạn đó chính là một thử thách. Có 3 giả định được đặt ra, người chơi sẽ nhận được những cuộc gọi từ trên trời rơi xuống và làm một đoạn rap để hồi đáp lại cuộc gọi đó. Alo anh ơi, em là người yêu cũ của anh đây. Sau khi xa anh thì em phát hiện không thể tìm được ai giống anh thứ hai nên mình quay lại nha anh. Hỡi người yêu cũ, anh không thể yêu em nữa bởi vì anh đã có người mới rồi. Anh chỉ yêu một người mới tốt hơn chứ không thể nào yêu một cô yêu nữ. Yeah. Chị sai đi phải không ạ? Sao tự nhiên đặt 100 ly trà sữa rồi bùng đơn vậy chị? Chơi boom hàng vậy là nghiệp lắm nha. Khó thế nhỉ? Sai đi bùng trà sữa. Bởi vì sai đi. Ồ em thế, em bỏ qua câu này đúng không? Khó quá, em không nghĩ được luôn ý. Chị tôi đồ hàng. Rất hân hạnh được chào quý khách spa của chúng em hôm nay có chương trình ưu đãi lên đến 90%. Mời anh chị đến trải nghiệm. Sunsell à? Tại sao em lại mời chị đi Sunsell? Trong khi đó tiền chị thì lại không mang theo. Và bây giờ mời hai bạn đến với màn hỏi thẳng đáp thật trong phần trò chuyện nhé. Từng là ca sĩ, rocker và hiện tại là hình ảnh một nữ rapper. Có phải Saidi đang xây dựng cho mình hình ảnh đa phong cách với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau? Bản thân Saidi là một con người thích những cái gì nó mới. Và thực ra là rocker hay là ca sĩ hay là rapper dù là gì chăng nữa thì em vẫn luôn muốn mang lại những cái màu sắc mà nó tô lên được cái con người của em nhiều nhất. Không nhất thiết là nó phải là một nhân vật nào đấy, miễn là em cảm thấy thoải mái với những cái gì em làm. Impossible thích màu sắc nào của Saidi nhất? Em nghĩ trong khả năng làm rocker hay là rapper hay ca sĩ, Saidi đều hợp. Em sắc, em son, thân em vừa chấm vừa tròn, đánh đổi cả nhan sắc đời em, chìm nổi cùng với nước non. Lúc cấp, lúc đào, lúc phải giữ vẻ thân cao, người người nhìn thấy muốn lấy được em, nhưng không chờ em chắc danh nào đâu. Em đâu muốn như vậy, đâu có muốn chết đây, em muốn làm chủ cả cuộc đời, không một ai phát xích phát giày. Em chỉ muốn, em không cần phải nhìn xuống khi lời em nói việc em làm được. Tự do mình muốn, giữ tất lòng son, giữ tất kẻ nặng, giữ những lòng đồng mà chân lận đợi.
yêu xa rồi cho phận phận với những trông mong rồi em mà vận nên là thời gian vô tích tàn nhẫn thế này sẽ giữ với chính bản thân mà cho thiên hạ thì vẫn lúc phải nằm tiếu phải mày phụ nữ em còn đưa làm cần em vừa trắng lại vừa tròn em vừa trắng vừa tròn chim nở cùng với nước thân nhưng mà có lẽ là phần cá tính sai đi hợp nhất là làm một cái nóc nhà Impossible là một sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bạn đã từng chia sẻ rằng trước đây bạn chưa sẵn sàng để trở thành một rapper chuyên nghiệp. Vì sao lúc đó bạn lại nói như thế? Trước đây em nghĩ nghệ thuật là một ngành rất khó kiếm ăn. Và gia đình em đã đặt cái suy nghĩ này cho em. Bởi vì gia đình em không ai theo nghệ thuật cả, nên họ chưa hiểu cách tạo ra thu nhập. Bây giờ thì em lại cảm thấy là khi bước chân vào trong rap game này, em có thể làm được rất nhiều thứ, em vẫn có thể tạo ra thu nhập riêng của mình, thậm chí còn rất lớn. Em không có gì phải lo ngại cả, em vẫn được làm điều mình thích và em vẫn có số tiền dành dụm để tiêu xài. Đấy là điều khiến em vui. Khi Impossible hoạt động nghệ thuật thì gia đình bạn có nói gì không? Bố em muốn nói một câu, nếu mà người làm nghệ thuật nghe câu này người ta cũng không sướng tai mấy ấy. Là sướng ca vô loài ấy. Em nghĩ câu này nó không đúng. Bởi vì những gì bọn em làm là đều là từ sáng tạo bọn em và nó là chất xám bọn em ấy. Nó không đơn giản để tạo ra những thứ như thế. Những gì sáng tạo trong đầu mình là mình làm ra được nó mới là một thứ khó. Em nghĩ em không cần phải chứng minh với bố mẹ em. Em chỉ cần chứng tỏ bản thân là mình làm tốt đó là được. Em không cần chứng tỏ với ai cả. Cảm xúc đầu tiên khi nhận được thông tin bảng đấu vòng 3 của hai bạn là gì? Em cảm thấy rất vinh hạnh vì được đấu với những người như vậy. Bởi vì một người là người em của em, Baby Gang. Người đã đi cùng em ngay từ những ngày đầu vào rap Việt. Hay Hoàng Anh hay là Xuân Hòa, Yeah Spring, cậu bé đấy, shout out. Còn hai đối thủ còn lại của em là C-Chain và Lil Win thì hai đối thủ của Nón Vàng, mình không có gì bàn cãi về trình độ của họ mà. Đương nhiên là em nghĩ em xứng đáng được đặt vào bảng đấy, nếu không phải em thì em nghĩ chẳng ai xứng đáng đặt vào bảng đấy cả. Bản thân em thì khi mà em nhận được bảng đấu của em, từ giờ lúc đấy em không nghĩ gì cả. Tại vì Kelly, Free với cả Freesick đều là những người anh, người em của em chơi từ những ngày đầu mà vào rap Việt rồi. Nên là em chỉ thấy thôi vòng này em vui thôi. Impossible cảm thấy ấn tượng về đối thủ nào nhất trong vòng 3? Theo em thì đối thủ em ấn tượng nhất là C-Chain, luôn là thế. Bởi vì C-Chain sẽ mang một cái năng lượng đột phá. Bài của Lil Win thì em nghĩ đấy là một bài hay, nhưng mà em cũng có thể làm một bài như thế. Em cũng có thể loại Lil Win. Chắc chắn điều đấy không thể phủ nhận luôn. Em hiểu khả năng của mình đi đến đâu, nhưng mà đối với một người điên như C-Chain thì chắc chắn là em không thể vượt qua được. Còn Sai Đi thì sao? Thực ra là em không có áp lực để đấu với bạn nữ nào, tại vì em biết trình độ mình đến đâu. Dù đấu với một bạn nữ nào trong 5 bạn nữ trong chương trình, em cũng không sợ bạn nữ nào hết, tại vì mình thẳng và mình thật, mình straight up. Như anh Karik đã từng nói với em là em như một cái mũi lao vậy. Và em cũng thấy là bản thân em cũng như một cái mũi lao. Sai Đi đã đầu tư như thế nào cho tiết mục của mình tại vòng 3? Sau vòng 2 vừa rồi là em gặp được những cái ý kiến trái chiều rất là nhiều. Nên là cái vòng 3 là em muốn mang một cái bài hát mà thứ nhất là làm cho thầy của em tự hào. Cái thứ hai là em muốn cho mọi người biết rằng là em xứng đáng ở vòng 3 rap Việt lần này. Sau vòng 2, Sai Đi bị áp lực rất nhiều. Khoảng thời gian đó, Impossible thấy Sai Đi như thế nào? Em nghĩ là sau vòng 2 khi mà tập của Sai Đi được lên sóng thì ai cũng bất ngờ với cả kết quả đấy, bởi vì kết quả đấy đúng là khó tin. Nhưng mà em nghĩ Sai Đi cũng xứng đáng vào vòng trong, bởi vì Sai Đi đã cố gắng tất cả khả năng mà Sai Đi có. Sai Đi ấn tượng điều gì nhất ở tiết mục của mình tại vòng 3? Từ khoảng thời gian 1 tháng sau vòng 2 cho đến vòng 3, từ đấy rất là áp lực. Cái tâm lý của em thực sự rất là tăm tối. Cho đến khi mà được đứng trên sân khấu vòng 3 rồi, em coi như là em không tiếc cái gì hết. Lúc đấy em thực sự em muốn rất là muốn bùng nổ.
Và hôm đấy em bùng nổ thật. Và lúc mà diễn xong rồi em không thể nào cầm được nước mắt của mình. Em vui quá, cảm thấy bản thân mình đã làm tốt hết mức có thể rồi. Nên là em thấy rất là mãn nguyện. Khi mới vào team Garrix, Saidi có thấy thầy không hiểu mình hay là mình không hiểu thầy không? Và sau khi kết thúc vòng 3, hai thầy trò đã hiểu nhau hơn chưa? Thực ra là thầy em từ đầu đến cuối thầy em vẫn như luôn như thế. Nhưng mà được cái là sau khi vòng 3 xong là em cảm thấy mình đã làm một điều gì đấy làm cho thầy mình tự hào. Cái tình thầy trò của em nó khăng khít hơn trước rất là nhiều. Mặc dù anh ấy vẫn hay kiểu lườm em rất nhiều. Em hay lườm em. Nhưng em vẫn rất là yêu thầy em. Đến bây giờ Saidi có cảm thấy tiếc nuối điều gì ở Rap Việt không? Đến bây giờ thì em hơi tiếc nuối là bởi vì em không vào được vòng chung kết. Một chút thôi. Nhưng mà đổi lại thì em đã có được những cái kỷ niệm rất đẹp với các anh chị trong chương trình, các bạn thí sinh, đặc biệt là em có một tình yêu mới. Impossible có thể bật mí một chút về tiết mục của bạn trong vòng 3 sắp tới. Ở vòng 2 em đã làm không tốt lắm và em cảm thấy em không xứng đáng vào vòng 3. Em đang nghĩ Dikit là một người xứng đáng hơn để bước tới vòng 3 chứ không phải em. Nhưng mà anh Bin đã chọn em, anh nghĩ là có lý do để anh chọn. Em muốn chứng minh là lựa chọn của anh ấy là đúng. Nên em quyết định là không mang cái năng lượng rất bùng nổ, rất là cháy ở trên sân khấu như kiểu vòng 1 và vòng 2. Em đã mang một diện mạo mới và mang một lối chơi nhạc mới đến tai thính giả để nó có thể gần hơn với cả những người nghe nhạc, những người yêu nhạc. Mong các bạn hãy đón xem phần trình diễn của mình tại vòng 3 nhé. Có khi nào chính tình yêu đã làm thăng hoa thêm sự sáng tạo trong âm nhạc của Impossible? Em nghĩ cũng phần nào chuyện tình cảm giúp em trong âm nhạc. Nhưng mà có lẽ là nó chỉ nằm một phần trong đấy thôi, bởi vì em nghĩ âm nhạc của em nó được tạo ra bởi rất nhiều thứ khác nhau và nó kết cấu thành những câu chuyện cho đến hiện tại. Có tình yêu làm hai bạn cảm thấy yêu đời hơn đúng không? Cũng có thể, bởi vì tình yêu thì đẹp thật đấy, nhưng mà đến khi mà người yêu giận thì em nghĩ nó cũng không đẹp lắm. Điều mà hai bạn mong muốn nhất sau cuộc thi này là gì? Em nghĩ có lẽ là về Hà Nội bọn em sẽ thu vài bài hát cùng nhau. Đúng vậy. Và để cho khán giả được thưởng thức âm nhạc của bọn em. Hai bạn hay có những hành động như nắm tay nhau là vì cảm thấy tình cảm đã đủ lớn nên muốn công khai, có phải không? Hồi thời gian đầu mới yêu cho đến bây giờ bọn em vẫn luôn như thế này. Chỉ là bọn em không thích công khai quá nhiều. Nhưng mà nếu mà bây giờ để cho Possible hay để em nói chuyện riêng, nghe không có bên cạnh nhau thì bọn em cũng vẫn sẽ là kiểu sẽ cố gắng kiểu chuyển chủ đề đi một tí. Nhưng mà nếu mà hai bọn em đi với nhau này là thường bọn em sẽ như này. Đối với Impossible thì mẫu bạn gái lý tưởng của bạn là gì? Gu ạ. Nếu mà nói về gu thì Saidi cũng đúng là gu của em. Theo kiểu em thích. Còn với Saidi thì sao? Phải nói thật sự là hồi đó em rất ghét Possible. Em ghét lắm. Em ghét đến một mức cay mức đắng mà lúc đấy là em gặp Possible ở casting Hà Nội và em không hề thích Possible chút nào. Nhờ cho đến khi mà và trong này em không nhận ra đấy là người em ghét luôn. Em chỉ thấy một bạn rất là đẹp dài. Vì sao Saidi lại ghét Impossible? Tại vì kiểu em, gu của em là em rất thích các bạn con trai là chín chắn trưởng thành, nhưng là hơi trầm một tí. Nhưng mà Possible lại ngược lại với tất cả những cái gì mà gu của em trong đầu em tưởng tượng ra. Nhưng mà không sao, ghét nhau nhiều thì yêu nhau lắm. Hai bạn có hay ghen không? Ai là người ghen nhiều nhất và ghen như thế nào? Em nghĩ mỗi người ghen một kiểu. Vâng. Mà cũng không ai nhiều hơn ai cả. Nói chung là mỗi người có một cái sự ích kỷ riêng, không muốn chia sẻ cho những người khác giới khác. Hai bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ của hai người? Em khá nhớ khoảng thời gian mà em đi chơi với Saidi ở Hà Nội. Lúc mà đang bị hoãn vòng 1 vì dịch. Sau đấy bọn em về Hà Nội. Bọn em cũng đi chơi khá nhiều. Bọn em cũng được đi lượn phố, ngắm trời mây các thứ. Nó làm em vui, nó làm em cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
đấy thứ em nhớ nhất. Còn đối với em thì kỷ niệm mà em nhớ nhất với cả Possible chắc là cái lúc đấy là bọn em cãi nhau là bởi vì hiểu lầm, và lúc đấy em nhận ra là em đã yêu Possible tới mức đấy rồi. Nên là lúc đấy là cái khoảng thời gian mà em nhớ nhất, em biến thành một đứa bé yếu đuối. Một cô nàng yếu đuối. Hai bạn cho rằng mình hiểu đối phương bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là em hiểu Possible nhiều hơn Possible hiểu em. Em hiểu Possible chắc ít nhất cũng phải 80-90%. Em nói thật là phụ nữ rất khó hiểu. Nên em có nói em hiểu 100% thì nó cũng không phải đâu. Phụ nữ rất khó hiểu. Và để biết thêm là hai bạn đã hiểu nhau đến đâu thì chương trình mời hai bạn đến với một trò chơi nho nhỏ. Lần lượt Sidey và Impossible sẽ đóng vai người diễn tả và người trả lời. Cả hai sẽ nhận mỗi người những cụm từ từ ban tổ chức và diễn tả lại cho người đối diện đoán xem hai người hiểu nhau qua ngôn ngữ hình thể như thế nào. Có 3 từ diễn tả về một người. Người mà tôi ngày nào tôi cũng phàn nàn. Đồ dở hơi à? Không. Đây là một người có tên. À, 3 từ đấy là tên riêng à? Ừ. 3 từ đấy tên riêng có liên quan tới chị Ma Âm Nhạc. Ồ, Nguyễn Tuấn Minh à? Không. Hay là Mr. BY? Không. Một trong những ứng viên. Và tên biệt danh Justa T. Không. Người tôi hay phàn nàn. Một trong những huấn luyện viên. 3 từ có một chút ảnh hưởng bởi chị Mai Âm Nhạc. Caric Khoa Phạm là 3 từ đúng không? Gần đúng rồi. Tên riêng Phạm Anh Khoa. Không. Tên riêng mà có gắn liền với cả một cái nickname của chị Mai Âm Nhạc. Rhymastic. Không, tên riêng của mà. Thiện Âm Thanh. Gần đúng rồi, không phải người đấy. Khoa Âm Hưởng. Hóa ra phải nói như thế à? Em nói là Caric Khoa Phạm cũng là 3 từ mà. Nhưng mà nó phải là đúng với cái từ Âm Hưởng nữa. Mình đang ở cái gì đấy? Không gian. Không. Show. Rap Việt á? Gì nữa? Chương trình truyền hình á? V Channel, HTV2. Không, 3 từ. Ba từ. Slogan. Slogan á? Slogan. Đây là Rap Việt. Slogan của cái talk show. Slogan của talk show à? Kết nối. Và kết nối. Rap Talk Challenge. Kết nối và một từ trái ngược với từ giả. Sự thật á? Trái ngược với từ giả cơ mà. Một từ ơi. Kết nối. Cái này khó nhỉ? Khó lắm luôn ý. Kết nối. Mối quan hệ à? Kết nối gì? Ba từ. Kết nối. Mà một từ nữa rồi, trái ngược với từ giả là Authentic. Tiếng Việt là gì? Chính hãng. Chính hãng. Ngược với từ giả chính hãng. Cái này là chịu thua rồi đấy. Em không hiểu lắm. Okay. Kết nối thật. Ừ. Một người chị của tôi. Một người chị của Sidey à? Vite. Một người chị rất ngáo. Mai Âm Nhạc á? Ờ đúng rồi đấy. Một cái tên đơn giản quá. Yeah. Cheers. Mm.
Xin cảm ơn những chia sẻ rất thẳng, rất thật của hai bạn. Và như các bạn đã biết, khi đến với chương trình thì phải trải qua rất nhiều thử thách. Những thử thách vừa rồi chỉ là khởi động thôi, bởi thử thách chính của chúng ta sẽ tới ngay sau đây. Mời hai bạn đến với phần thử thách mang tên quả bóng thần kỳ. Đây là một chùm bong bóng có 10 quả bóng. Mỗi quả bóng sẽ có một từ khóa về một chủ đề. Người chơi chích bể bóng và lấy từ khóa ra ráp về chủ đề đó. Người ráp được nhiều chủ đề nhất sẽ là người chiến thắng và quyết định hình phạt cho người thua. Em nghĩ là để Sadie đi trước. Đi trước á? Lady first. Ok. Em sẽ chọn quả màu xanh này vậy. Người yêu cũ. Ráp về chủ đề người yêu cũ à? Sadie đã từng có một người yêu cũ. Người đó có tên là Vũ. Để em pick quả màu tím. Ok. Đây đây. Chiến thắng. Ok, chiến thắng. Chúng ta không thể cố gắng trong liên thoáng, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để giành được chiến thắng. Ok. Đâu nhỉ? À đây đây. Đối thủ. Lý do sai thì luôn cố thủ. Đó là bởi vì Sidy gặp Si Trên, đó là đối thủ. Đó, xong rồi. Xem nào, em sẽ chọn thử bên này xem. Ok. Doraemon à? Doraemon à? Doraemon này đi. Bữa cơm gia đình. Có những nơi giữ chân ta về, và nơi mà ta thấy hạnh phúc nhất là được ngồi cùng ăn bữa cơm gia đình. Ghê. Em nốt quả này ha. Nổi loạn. Nổi loạn à? Thực sự mà nói thì impossible, tôi không thể chịu nổi bạn. Tại vì cá tính bạn thực sự rất là nổi loạn. Ok. Batman, màu hồng, đại diện cho Binzy nha. Flighty. Say nắng. Say nắng. Ok, say nắng. Mấy con chó thì cứ hay cắn, còn gặp người yêu thì em bị say nắng. Có được không? Thế nốt. Bạn và bè. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần bạn và bè. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần bạn và bè để cuộc sống này thêm tràn và trề. Để mình viết tiếp đi. Hello Kitty. No, see you. Cái gì đó? Ok, nó đây. Mệt mỏi. Anh đã có những ngày chơi cho đã đời, nhưng mà hôm nay nói thật là quay phỏng vấn anh mệt mỏi cho nên dã người. Đây là không ổn rồi. Ok.
Đây, Linh Chi có thể pick một trong hai. Ok, thì baby nốt đi. Em có thể chill. Chiều chiều ngồi châm, chiều chiều cho cháy cháy. Cháy xong rồi thì ta cho chi trên vào nghe thôi. cái của em là không cảm xúc. Có những cảm xúc giờ đang thiếu nhưng mà không cảm xúc thì chỉ có mỗi Hồ Quang Hiếu. Trong thử thách lần này, Sidey và Impossible hề nhau nên không có ai bị phạt. Tuy nhiên trong thử thách phụ thì Sidey đã là người thua cuộc, cho nên là Impossible vẫn có quyền phạt Sidey nha. Thách Sidey làm gì ạ? Em nghĩ Sidey hơi lười tập thể thao. Bây giờ baby có thể vừa squat vừa rap được không? Tôi sẽ đưa ra một chủ đề. Ok. Máy bay. Máy bay á? Sao chủ đề khó thế? Có gì khó đâu, nó có thể suy nghĩ rộng hơn. Em đã thua trong cái thử thách lần này. Nên là em sẽ làm một challenge là vừa rap và vừa squat theo ý muốn của Possible. Và bây giờ em sẽ thực hiện cái thử thách này dựa vào chủ đề máy bay. Máy bay. Em rất thích lái máy bay. Bởi vì khi lái máy bay em rất thích ăn trái cây. Gì trên máy bay có máy xay để em có thể xay được lại trái cây. Và em rất thích lái máy bay. Xin hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem bọn mình và xàm xí ở trên chương trình Talk and Challenge. Và cảm ơn Findaily đã giúp bọn mình được tham gia Rap Việt Talk Challenge. Cảm ơn Findaily, Cà Phê Thật, Kết Nối Thật. Và hãy đón xem bọn mình trên Vion cùng HTV2 V-Channel để thưởng thức những màn trình diễn trên sân khấu bùng nổ nhất và những bài hát hay nhất đến từ Rap Việt. Peace out.